Quý vị và các bạn thân mến, đám cưới là niềm vui, niềm hạnh phúc của đôi trẻ và cũng là niềm vui của cả hai họ. Thế nhưng không ít đám cưới đã xảy ra những sự việc dở khóc, dở cười. Sau đây là một câu chuyện của một cô gái đã đăng tải trên mạng xã hội. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện này và cho nhận xét của mình nhé. Gia đình em và gia đình anh ấy cách nhau không xa lắm. Tuy nhiên trước hôm cưới, nhà trai yêu cầu bố mẹ em phải làm cỗ đãi cả đoàn khi họ đến đón dâu. Lý do là vì nhà trai xem giờ và phải xuất phát từ 5 giờ sáng. Khi đến nhà em, tất cả mọi người đều đói và mệt nên cần ăn uống cho lại sức. Bố mẹ em không phản đối, nhưng họ hàng nội ngoại quê em thì bàn ra tán vào. Ai cũng bảo chẳng có đám cưới nào mà nhà gái phải mời cơm cả đoàn nhà trai. Nếu có mời thì chỉ những trường hợp nhà trai ở cách xa nhà gái quá, họ phải đi cả nửa ngày mới tới nơi. Đằng này hai nhà cách nhau có hơn 100 cây số. Trước hôm cưới 1 tuần, nhà trai báo 10 mâm cỗ, nên nhà em cũng quyết định mời khách vào thời gian đó để cả hai họ cùng giao lưu và gặp gỡ lẫn nhau. Hôm cưới, mọi việc diễn ra đúng như dự định. Bên họ nhà gái chúng em đợi nhà trai đến rồi mới vào mâm ngồi chung. Tuy nhiên, một cảnh tượng khiến bố mẹ em và họ hàng vô cùng kinh ngạc, ấy là chỉ hơn 5 phút khi đặt mâm, các bàn cỗ của họ nhà trai đã hết sạch bát thức ăn. Trước mặt người nào người ấy là một đùm ni lông, nào thịt, nào giò. Sau hơn 5 phút ấy, trên mâm chỉ còn lại đĩa rau và bát canh. Hết rau và canh, họ lại gọi xin thêm. Bố mẹ em thấy các mâm hết sạch nên cho người mang tiếp thịt, giò ra để đãi khách. Ai ngờ đưa tiếp đến đâu, họ lại chia nhau bỏ vào túi ni lông đến đó. Cô dì chú bác nhà em thấy cảnh ấy thì cứ nhìn nhau, người nọ hỏi người kia xem ở đâu ra nhiều túi ni lông mà người ta có thể chia nhiều đến như vậy. Ai cũng chẳng biết, đều lắc đầu không biết. Tệ hơn, trong đám khách ấy, nhà trai có người nhìn thấy mâm cỗ nhà gái đứng lên liền chạy ra trút nốt đĩa thịt thừa vào túi ni lông của mình. Lúc ăn uống xong xuôi, hai họ tập trung về phía hôn lễ để chứng kiến cảnh trao dâu và nhà trai đón em về nhà chồng. Em liếc nhìn mặt bàn nơi họ nhà trai ngồi, thấy trước mặt ai cũng đặt một túi thịt, túi giò mà người muốn xỉu. Lúc ra xe để về nhà trai cũng vậy, tay ai cũng cầm một túi bóng lớn các loại thức ăn. Nhưng tuyệt nhiên không một ai trong nhà trai thấy ngại, họ coi như đó là chuyện hết sức bình thường. Họ nhà em chưa từng thấy cảnh đó bao giờ nên được một phen bàn ra tán vào. Mọi người cho rằng cách ăn uống và gói phần như vậy là từ xưa rồi. Bây giờ nhà nào không giàu thì cũng chẳng thiếu miếng thịt, tại sao họ lại làm cái việc ngượng mặt như vậy ở nhà gái? Em thấy lạ quá mà không dám ý kiến với chồng em. Em chỉ sợ anh ấy nghĩ gia đình em coi khinh họ nhà anh chỉ vì mấy miếng thịt và miếng giò ấy. Câu chuyện của cô gái là như vậy. Mời quý vị và các bạn hãy xem câu chuyện này với nhận định của mình như thế nào nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại câu chuyện tiếp theo nhé.